Vợ chồng Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Em nói thiệt với quý bà con, đến bây giờ hai vợ chồng em còn cái cảm giác mà nó phê với nó lân lân quý bà con. Thật sự mà nói cái phiên tòa ngày hôm nay, bây giờ không cần phải nói quá nhiều bà ơi. Đúng. Tại vì em tin chắc rằng quý bà con cô bác mình ai ai cũng đã đều biết cái kết quả như thế nào. Mà bây giờ chúng ta làm việc bên phía Giang chút xíu đi. Chúng ta hãy cùng nhau. Tôi cảm bực bực bực. Dứt bà. Nói chung là thắng toàn tập. Chứ sao? Thôi. Vui mừng. Và quý bà con cô bác mình, bây giờ hãy coi nè. Mẹ con gia sẽ làm gì sắp tới đây? Nói chung là phiên tòa này hình như là, nhưng mà không có hòa, không hòa giải. Thì hình như chỉ là không chấp nhận hòa giải. Chứ sao? Và sẽ có phiên tòa thứ ba. Và phiên tòa thứ ba sẽ là xét xử luôn. Chứ sao? Chính xác. Rồi bây giờ cái niềm vui chiến thắng đó, bây giờ mình tạm gác qua một góc nhỏ đi. Đó. Đau bà. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau mà coi mẹ con ve nó như thế nào và nó mang nhục ra làm sao tại cái phiên tòa ngày hôm nay nha quý bà con. Thì em nói cho quý bà con nghe như vậy nè. Trời đất ơi. Sao? Cái ngày hôm nay là một ngày nó vô cùng đẹp đẽ, trời nắng, tôi nói bà cái gì cũng đẹp hết trơn. Đẹp. Trời ơi. Mà tội nghiệp bên phía mẹ con ve nghe. Hình như lẽ là có ba người, ba nhân vật chính và hai luật sư. Ừ. Đây. Là năm người. Ở trên. Tiện đâu mà mướn hai luật sư luôn. Ôi, hai luật sư. Mà nói chuyện mắc cười mà bên bún giò ta giàu mà bà. Trời mà, đất. Mà luật sư, mình không có luật sư nhưng mà bỏ tiền ra mướn hai luật sư mà có hiệu quả không? Đây. Có giành được cái phần thắng không? Có cái điều đó mới quan trọng. Bên chị Hồng Loan chỉ một và từ đầu tới cuối. Chỉ một luật sư Tiết Ngọc. Quá đỉnh luôn quý bà con. Quá đỉnh. Bây giờ nè, bà coi nè, luật sư của bên phía bún bò nhìn. Chất lượng. Trời còn hơn là số. Cho tôi ý kiến. Cho tôi ý kiến, tôi nói đi. Dạ, nói trước. Rồi anh nói đi. Rồi, ok. Không biết bên phía luật sư của bên Gia sao đó. Nhưng mà ở trên trang cá nhân của Võ Việt Bân á. Rồi. Em ấy có đưa tin vậy nè. Tôi nghe bà đọc xong, tôi đọc xong cho bà nghe. Bà nghe sao, bà khoái liền. Sao? Đây. Trên trang cá nhân của luật sư của Võ Việt Bân rung quá đọc được quý bà con. Hạnh phúc. Hai luật sư của bên phía bún bò tung chạy luôn rồi. Thôi đó. Phải cãi rồi chứ bây giờ anh cãi sao được mà cãi. Cãi cái gì nói nữa cãi trời. Giờ bây giờ cho 100 luật sư luôn. Cái sự thật nó đã như vậy mà làm sao mà thắng được? Nếu mà luật sư thắng á, cái nếu mà bên bà Sáu mà thắng á thì còn cái gì nữa mà gọi là luật pháp nữa đúng không? Như em nói thật chứ không thể nào mà thắng được, không có cái gì gọi là một cái lý lẽ gì mà thắng hay hết trơn á. Cái điều đó cho thấy được cái gì quý bà con? Chúng ta nhìn vô mẹ con bà Sáu đã tốn biết bao nhiêu tiền cho cái vụ xét xử này. Trời ơi, luật sư tôi nói thiệt bà đúng, luật sư ai mà làm không gì tiền. Đúng rồi. Nhưng trời đất ơi, mẹ con bà Sáu kiểu như cãi cùn mất cả chì lẫn chài. Trời ơi, luật sư mà giờ gặp luật sư mà người ta tốt bụng cỡ như chị Tuyết Ngọc á thì nói thật á là mẹ con dê không có tốn tiền tới giờ đâu. Gặp đúng mi rồi. Bởi ăn ở làm sao mới gặp những nhưng người luật sư mà vậy? Đã sai rồi thì làm sao mà cãi được? Phải chi mà có một cái lý lẽ gì mà để đúng. mà cãi được á, phải chi mà chị Ve á là phải chi là con á, con của cậu á. Đúng rồi. Thì mình còn có thể quả mai cãi. Nhưng chứ mà làm sao mà cãi được bây giờ là cho chị Ve là con luôn. Ừ. Chị Hồng Loan là con nuôi luôn đúng không? Nhưng mà bây giờ cậu thương ai? Chủ yếu là cậu để lại gia tài cho ai và ai là hợp lệ để mà nhận cái gia tài đó. Thì khi đó là thôi đã còn rành rảnh hết trơn rồi. Còn này là chị Ve là gì? Là cháu mà là cháu khác họ. Trời ơi, đứng mà thì cái đứng ba người ha mà đứng biết làm gì mà bà con kêu trời ơi quá trời. Ở cái mặt nó thiệt á xanh như tàu lá chuối. Bà diễn tả không có đã. Để tôi diễn tả cho bà. Chửi con Ve không còn cái gì. Quý bà con mình có tin không, con Ve nó đứng ngay cái kiểu mà nó đứng gần ba ngay người, cái ông ba, à, ba người. Người ba người trời đất ơi, tôi nói bà con cô bác ha, người ta nói ai giọt máu đào bây giờ ông kêu Ve nó giọt máu đào kìa, ô giọt máu đào đi dành nhở nhờ giọt máu đào khác họ. Rồi chưa bà khọt xèo mới dữ. Sao ôi nhỏ khọt xèo này trời đó, ôi nhỏ này áo dơ mẹ ơi, trời có quần mặt hoài mẹ ơi, trời đất ơi ông nội em nó mắc cười thiệt có quý bà con. Thì cái xanh như tàu lá chuối luôn. Trời xanh ơi, chú, mà tức cha như ơi. xanh cái mặt xanh như tàu lá chuối luôn, bằng áo xanh. Quý bà áo con xanh mình. Mà mặt xanh luôn. Em nói cho quý bà con nghe như vậy nè. Khi mà chị Loan á với chị Ni nha,
với chị luật sư Tiết Ngọc và tất cả các anh em gì yêu thương mà đến xuất hiện một cái, một tôi nói thiệt với bà coi phim Bến Thượng Hải không? À, đúng. Bà biết Hứa Văn Cường không? Quay phong lẫm liệt ý vậy á, đi ha. Tôi nói bà lúc đó mà bà quất nhạc vô. Thanh 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 thanh. Tụ nó đẹp nha. Quay xì lô mua sành mà bên bún bò thì nó trời ơi. Ơi, mướn là mấy bà bán cốc ổi mía ghim mía. Ủa, tiền đâu mướn? Không có tiền, không có tiền mà mày lấy mà mướn như vậy. Nhưng bà con đến vì yêu thương. Ủa, vậy bên kia có yêu thương đâu mà tại sao không đi đến? Bên kia ủng hộ đâu? Những anh em YouTuber bên kia đâu? Không thấy xuất hiện. Và những người mà ủng hộ đâu như sạc đó có xuất hiện đâu mà đăng lên status gì? Thật là buồn cười quá đi. Trời đất ơi. Em nói thật với quý bà con. Ừ mà cô không thấy ông Bảy đâu ha. Bảy nhà thở oxy đi. Kim Si Ho cô không thấy luôn. Thấy cái gì? Rồi Lulu Cao cũng thấy luôn. Đúng vậy. Ủa bây giờ mình không được vô phiên tờ nhưng mình cũng phải ủng hộ tinh thần. Chứ mà cô không thấy ai xuất hiện hết. Trời đất ơi em. Chỉ để cho ba người phụ nữ xuất hiện. Tôi em nói thật với quý bà con, em coi những cái đoạn video của các anh em quay á. Đúng. Có một cái hành động của chị Ni, tuy là nó bình thường, nó nhỏ nhoi thôi, nhưng mà nhìn vô sâu sắc. Em nói thật như vậy nè, em kể và em diễn tả cho quý bà con nghe. Khi mà chị Loan, chị Ni đi ra tòa, từ ở tòa mà đi ra đó, chị Ni làm gì nè? Hình như đi ra đi vô đều như vậy. Đúng. Chị Ni để tròn cái tay lên chị Loan. Rồi. Mà chị Ni á, kiểu như mọi người cũng như cái hành động đó, em nói thật với quý bà con, nó ấm, nó ấm lòng lắm. Em nói thật luôn, luôn bảo vệ luôn. Thấy cái hình ảnh đó mà dễ được đúng không? Tại vì đâu có đến gì yêu thương đúng thật mà. Sự và chọn như vậy. Mình đúng nhìn không? Nói thật sự đúng là có nhiều người ta không thích đó, người ta nấu vô thời đó cái hành động bình thường. Ê, nhưng mà em nói thật nha. Làm màu, ủa làm màu cái gì mà làm màu? Trời ơi kệ nó. Tôi đỡ vậy đó, ở bảy đỡ vậy đó, chị Ni chứ chàng cái bây tay giờ làm màu nhưng mà vẫn hành động đúng không? Đúng vậy. Còn bên kia mà đến ai chọn? Chân thành quá. Rồi ủa sao không thấy ai xuất hiện hết vậy? Không ai xuất hiện hết trơn vậy. Trời đất ơi là trời. Ủa mà xuất hiện bây giờ ví dụ có bên kia xuất hiện rồi, bên đây cũng đâu có làm gì đâu. Tại tòa mà đúng không? Công khai minh bạch sáng trưng mà không biết là người ta làm gì nhau đúng không? Trời ơi đây nè, nếu mà mình á, mình không có làm gì sai á. Đúng rồi. Thì anh nói với em nói với bà con mình không có mắc cái gì mình sợ ai. Không ai, không có. Không lẽ bây giờ bà tới đó gọi lấy ta ăn thịt bà hay gì? Làm sao ăn thịt được? Tại vì biết sao không quý bà con? Sợ. Thầy thứ nhất á, sợ mắc cỡ. Sợ. Thứ hai, sợ. Tại vì mình sai rồi mình còn. Ôi nói gì giờ? Không bây giờ đứng ra nói. Đó. Tôi ủng hộ bên bún bò, tôi ủng hộ bên kia. Về chiến thắng, về giành lại nhà đi. Nhà. Ủa rồi đó là sao? Nội bà con mà nhìn qua liếc qua không cũng đủ mà đùi mà rung cái đùi rung rồi. Em nói thiệt với quý bà con mình, nó không phải mình nó bậy chứ hồi sáng này nè. Nếu mà bên phía mà cả như con lợn tay xanh, cái tướng nó có vậy đó. Sao nó mà xuất hiện một cái, một tôi nói thiệt bà con, cô bác bên phe của chị Loan của bên mình á, chỉ cần thở thôi cũng đủ thở ra thôi, cần phải làm gì thở thôi. Là chỉ cần một ánh mắt nhìn một cách triều mến thôi là nó víu 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 rồi chứ gì nữa. Ủa hùng hồ lắm mà, livestream hùng hồ, nói mạnh mẽ lắm. Bởi vậy anh Khỉ Bình Dương nha, trời ơi tôi tin chắc cái phiên tòa này nha, chỉ qua là hòa giải. Thì đúng hòa giải rồi, nhưng mà em nói thiệt với quý bà con chút nữa em đọc cho quý bà con mình nghe, bài viết này còn dữ hơn nữa. Trời ơi, hòa giải thôi mọi người đừng yên tâm. Đừng có nghe mấy thằng đàn bò, mấy thằng YouTube dơ bên đó nữa. Ủa có cuộc ổng không xuất hiện ta? Ủa sao không xuất hiện đi? Kỳ vậy trời. Ủa sao nói trên mạng không? Nhưng anh em bên YouTube bên mình đúng không? Đúng rồi. Nói trên mạng và thực hiện hành đúng động vậy. Luôn. Em nói thật với quý bà con cô bác mình. Lời nói đi đâu với hành động đúng luôn. Đúng vậy. Bữa nay ngặt cái là ngay ngày thứ năm nè. Mà hai đứa con em, một đứa thì bệnh nè. Và một đứa nó còn phải đi học. Chứ em nói thật luôn. Nếu mà từ đây em ông, từ nhà em mà lên tỉnh cũng xa, nhưng mà cũng có tầm thể mấy, nếu mà đi được mấy chục cây quý bà con có điều kiện em cũng đi được. Thôi, em nói thật á, em muốn hơn ai hết luôn, tại vì tụi em ủng hộ chị Loan và muốn đốt cho cậu Nam cây nhang. Nhưng mà vì mắc công chuyện con với cái. Con cái đi học em không đi quay được, em cũng hơi buồn, nhưng mà không sao, có anh em anh YouTube em, khác quay rồi. Hết mà em cảm giác như hôm nay á, nói thật sự nhìn cái hình ảnh chị Ni á, mà chỉ tròn chỉ che chở cho chị Loan, nhìn nó đẹp ghê luôn quý bà mà, con. Mà bận đồ rất là giản dị bình dân. Trời ơi kia, trời ơi bỏ đeo mắt kiến, mà đeo mắt kiến đen thì coi như biết mắc sao rồi. Tại vì không muốn ai nhìn thấy cái rõ cái mặt và nhìn cái ánh mắt sâu xa là mình chứ sợ. Còn ve thì bỏ áo vô trong quần làm mặt như xế hộp chứ. Trời ơi thì cái mà ủng hộ quá mà để cho ba người phụ nữ đứng đúng không? Đây nè, anh chịu đòn. Anh hỏi em nè,
em nhắm đi mà về tới cái quán hủ tiếu bò viên con ve nó chửi bà Sáu không? Trời ơi. Không biết có chửi không mà vô phòng nó cái cặp rồi xong rồi đó. Dám ăn thịt bà Sáu luôn chứ đừng nói chửi. Trời ơi chú giỡn nhục quá trời nhục mà. Đây nè, em sẽ đọc cho quý bà con cô bác mình nghe cái bài viết mới nhất của chị Ni như thế này nè. Ni nói mọi người yên tâm. Hiện tại Ni chưa phát biểu được vì tôn trọng cơ quan tiến hành tố tụng. Mọi thứ sẽ theo đúng pháp luật. Chỉ đơn giản vậy thôi. Là quý bà con cô bác mình yên tâm. Chị Ni là một người uy tín. Cái lời nói của chị Ni thì quý bà con cô bác mình yên tâm, đừng có lo chuyện gì. Mà lúc hình như lúc đi ra hình như là chị Ve với ba người phụ nữ đó chạy đâu có anh kể. Anh kể em nghe. Bà thấy cái hai cái cảnh mà người ta đi ra đi vô, chị Lon đi ra đi vô và bên phía con Ve nó đi cũng khác biệt nữa. Đúng rồi. Đây nè, bên phía chị Lon xe người ta đậu ngoài. Đúng. Người ta đi từ trong tòa, người ta đi ra thoải mái của nó mà nó đã uống tự tại. Ừ, là đi ra rồi xong đi vô quán cà phê. Rồi. Xong rồi tính uống thì không uống gì, thấy nực nổ quá bắt đầu đi về. Mệt xong mệt. Đó. Rồi. Còn bên phía Ve làm sao? Trời đất ơi, đi thì cũng bận đi thì cũng rụt rè bận về thì chạy lắm quá, chạy như là đang mắc cái gì đó. Mắc cỡ lắm quá luôn, chạy xe cái két bay lên cái cục, rồi bay lên đóng cửa cái cục. Vừa bước chân ra khỏi tòa một trời đất ơi, leo lên xe hơi ông tài xế ông đề máy không kịp luôn. Ông quất vô số 1 cái là mà như khi nó là đứng từ tòa mà bước ra cái cổng thôi là nếu khi mà có điều kiện chắc cũng muốn ráp hay là gì chạy vô lận cái bùng luôn á. Cái chiếc xe đó rồi. Là mà cái chiếc đó là cái chiếc Innova đúng không quý bà con? Mà chiếc xe Innova là chiếc xe mà đi chở đồ lúc đợt mà cầm cái cờ quốc thống phải không? Nó đó bác sĩ, nó đó. Đây nè, tôi nói cái vụ chiếc xe cho bà nghe để làm chi, để chúng ta nhìn thấy được như này nè. Sao? Ủa? Tại sao Sáu không mướn xe khác mà mướn xe đó? Tại vì có nghĩa là mướn người ta không có chịu. Đúng rồi. Bây giờ là đúng một ông đó ông chạy thôi nè. Biết sao không? Tại sao đó là cứng tay lái. Phải vững tinh thần lắm. Chạy lại á. Chạy lại á. Đây nè. Biết hết trơn, hợp gơ cho nên ụt ẹt là lấy liền. Thì tôi nói bà ủa, sao? Ủa mà trong khi mà cùng tần số á. Biết sao? Ủa mà trong khi giờ tại sao cũng có không có ba người đàn ông ta? Anh nông bánh canh thành dịch đâu. Rồi nấu cao đâu, quan gì đó, quan không văn mến đâu. Trời đất ơi, ba người đàn ông mà bảy đâu. Bảy xì bao ở nhà hút thuốc phiêu ngồi coi ba nhục chứ còn đi chi mà sẻn đâu. Trời ơi, tới cái gì quá mà sao tự nhiên sao vậy? Còn sinh nhật đó thì mấy anh youtuber đâu. Tính ra biết sao chơi chiêu, có phúc cùng hơn có họa mẹ. Ba người đàn bà đứng lái chịu đầu. Tại ba người đàn bà này cũng cùng tần số và ham với nhau cho nên phải chịu cái cảnh như vậy. Chính xác. Và ở trên trang cá nhân của ông Sạc đó. Đúng rồi, của ông Sạc. Đúng rồi. Quý bà con mình có tin ông lên bài viết mắc cười lắm. Sao? Ông cho rằng bên phía chị Lo nha, bỏ tiền ra mướn khán giả, mướn bà con cô bác lại làm phiền tòa án. Vậy đó mà mấy anh CA đồ sao không giữ trật tự đồ, rồi sao không xem xét coi những người đó phải đúng. Trời đất ơi, ít riết mà bây giờ y chang đổ thừa cho chị Lon á. Là bà con cô bác lại làm quấy rối. Ủa? Trời ơi là trời, quý bà con mình tin nổi không? Bà con bộ ai cũng không biết hả? Ừ. Không biết hả? Đâu người ta đến gì từ sự chân thành của người ta, người ta ủng hộ một cách nhiệt tình, người ta bỏ công ăn việc làm, người ta bỏ một cái buổi sáng, người bỏ bộ buổi chợ sáng, người ta ủng hộ, người ta đội nắng, người ta đi. Đó là bản thân mọi người tự nguyện đúng không? Và trời ủng hộ cái chính ơi. Đáng đúng không? Đâu có đủ ủng hộ cái mà để mà dành nhà cho ở nhờ được đúng không anh? Chính xác, anh nói em nghe vậy nè, kiểu như vợ quê quá không biết nấu gì lên nấu đại luôn cha, nó chưa biết nấu đất. Nhưng gì mà nữa. Vẫn có những người ủng hộ nha. Những người ai ủng hộ? Những người bên Ve bên Ve ủng hộ nó trời đó chứ chưa. Rồi mướn thiệt sự á nha. Mướn cái bà mà vậy như bán cốc, bán ổi, ven đồ. Đây. Ủa bây giờ tính ra giờ mướn vậy mướn nhiêu người tại? Bây giờ ví dụ em cho giờ rẻ lắm 100.000 người đi. Đúng rồi. Mà giờ tính ra tiền như đó không là cũng khủng à. À. Chù cha ơi, đông nghẹt con người ta. Mình nói thật sự cái phiên tòa hồi sáng được chúng nó bà còn hơn là cái Tết nữa. Đúng rồi. Cái đa phần là toàn ủng hộ chị Lon không à. Ủng hộ cái chân thành luôn mà. Đây nè, nói cho Sạc nghe chơi nè. Ủng hộ đi xong, tại ủng hộ cái chính cái đáng. Chứ đúng sao? Không? Còn phải cái là chính nghĩa. Đúng vậy. Rồi. Tại vì cha mất con được hưởng. Còn cái này là cháu khác họ mà lại dành nhà. Trời. Nếu mà mọi người ủng hộ hết rồi loạn hết rồi còn gì đâu nữa không? Loạn đúng nè. Không? Nó nguy hiểm cho sau này đúng nha. Đúng rồi. Trời đất ơi. Mà bây giờ nè, ở không đâu mà chị Lon bỏ tiền bỏ bạc ra. Ô rồi mọi người không lẽ giờ đội nắng để mà ủng hộ gì có 100.000 hả? Còn 100.000 xứng đáng giờ mướn ông Sạc tiểu quá ông Sạc đi không?
Trời ơi, không vậy đủ. Cho 10 triệu luôn, ông sạc về về đây làm không? Chắc về à. Ở đây em nói cho quý bà con, có nghĩa là bên họ đó bây giờ quê quá. Quê không biết làm gì hết trơn, bây giờ lên nói đại quê, nữa. Ơi, con sung quê. Ờ, trời đất ơi, nghĩ sao mà vậy mà nói cũng được, em cũng phục luôn. Tại đúng không? Họ muốn nói gì họ nói là mình của họ. Dạ, em cũng nghe là chiều nay nè, hồi dạ. Chiều này hay là tối này hay là hiện tại bây giờ luôn á, là chị Loan cũng có tổ chức một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ. Ừ. Mời tất cả các anh em, có anh Lê Minh, vợ chồng Lê Minh, chị anh Lê Minh. Quán cà phê phải không? Đúng vậy, nhà hàng của anh Quy Lê. Dạ. Nói chung á là bây giờ chị cứ hưởng thụ một ngày cho đã đi chị Loan. Thiệt á, bao nhiêu đầu óc mình mệt mỏi mình. Xỏ mình, đi, bung xỏ mình, đi. Bung lửa. Mình chơi một bữa cho nó đã cái đầu mình. Rồi bắt đầu qua ngày sau bắt đầu mình làm ăn lại bình thường. Đó, nói chung là... Hình như là hòa giải lần này thứ hai. Mà nếu mà chị Loan không chấp nhận hòa giải, hình như có lần thứ ba luôn phải không anh? Lần thứ ba là xét xử luôn. Có nghĩa là hòa giải lần này rồi. Là coi hai bên sao các kiểu. Nhưng mà rồi. Chắc cú là không có cái vụ mà hòa giải với bà Sáu. Mà xét xử xong cái đợt này là sang xét cái vụ mà sao kê. Đúng, xét sao xử kê. Xong. Tuy là bây giờ mình cũng không biết chính xác là cái ngày nào mà chuẩn bị xét xử đó, nhưng quý bà mà con. Sẽ có. Chắc chắn là sẽ có xét xử xong một phát á. Tới cái vụ sao kê mới gắt của đúng kiểu rồi. Nè. Cái gì và, cũng phải sẽ xong hết à. Và đồng thời nữa đó, biết cái gì nữa không? Sao? Cái vụ mà chị Ni bị hại bên Malay nè. Đúng tao rồi. Trời ơi, tôi nói bởi thiệt, cái cậu Năm ông Linh thiệt chứ bà. Thiệt không phải có, nói không thật. Có đường nào mà chạy được thật đâu. Thật sự. Bởi cái gì đứa cũng là, vậy. Đứa trời lồng lộng ti thưa mà rất là khó thoát chính nha. Xác. Ở trên đời này làm gì có chuyện mà giờ cháu mà đi tranh với con vậy trời. Ở đâu ra? Không có cái lực đó. Bây giờ cho là bà Sáu luôn đi. Mà cũng không có cái lực đó luôn đó. Chứ sao? Không có cái vụ mà. Ê, quý bà con mình nên nhớ em điều. Cậu Năm từ khi không có con. Đúng. Thì nhưng lúc mà, đó bà Sáu muốn dặn vẫn được. Chưa vậy chưa chắc. Nếu mà không có con thì đi đâu? Cậu Năm sẽ để đi giúp. Chứ đúng sao? Đúng. Di chúc đó là bây giờ tôi muốn cho 7, 6 cái gì đó. Còn không. Tôi đưa lên cho tôi làm từ thiện luôn. Cũng được đó. Đúng không? Đó là tài sản của cậu, tài sản của cậu nghe dê. Dê biết luôn á, dê biết tài sản của cậu luôn mà. Dê chỉ muốn giữ gìn thôi. Em có nghe ở trên các cái hội nhóm đồn một khúc vậy nào mà rồi. Em biết có hay không nha. Sao? Có nghĩa là cái vô trong cái phiên tòa mà hai người chạm mặt với nhau á. Rồi. Con dê nó liếc chị Ni. Rồi. Hình như là nghe chị Ni cũng nói mày muốn gì hay gì đó. Em nghe vậy mà không biết có hay không. Thì quý bà con nào biết á thì bình luận giùm em. Nói cái nết là biết rồi. Là cự với chị Ni xong con dê nó cũng cự với chị Ni. Rồi chị Ni cũng cự nó luôn rồi nó im ru. Trời ơi. Bày đặt. Quý bà con mình thấy rõ ràng cái nết của mẹ con dê nó như thế nào. Mà em nói vậy á. Cứng lắm không? Thì hàng ngàn, tức, hàng biết bao nhiêu người mà cứ rồng. Giọt máu đào mà khác họ. Giọt máu đào mà khác họ. Em nói thật với quý bà con. Mà gặp em thì em cũng thấy, em cũng biết con chui lỗ nào luôn á. Ủa sao tôi khoái cái bà nào mà. Em coi trên mấy cái kênh phát trực tiếp của mấy anh em có một bà nào lên. Ở giọt máu đào kia, trên nhà chó nhờ kia. Rồi có cái bà hay cái ông nào cũng nói. Trời ơi con cột xèo nó dơ mẹ ơi, nó mặc cái quần, mặc có cái quần mặc ngoài. Trời ơi tôi khoái cái câu đó quá trời quá đất với bà con. Mà thiệt nha. Thiệt. Bà cột xèo hình như là bà có một cái phong cách xì tai có cái quần mặc suốt. Bộ hết quần hả cô cột xèo. Trời ơi thì em nói biết thiệt sao nha. Sao không chặt kịp. Ừ rất là không kịp. Không chặt kịp. Rồi thì đó là cái thông tin về cái phiên tòa. Thì một lần nữa. Em xin chúc mừng. Chúc mừng cho chị và em cũng xin đại diện cho tất cả quý bà con chúc cho chị luôn. Càng ngày làm ăn cho nó thật là phát triển và có nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ đêm nay chị cứ ăn tiệc, chị thoải mái một bữa cho nó đã đi chị. Bung xỏ chị. Bung lửa. Rồi bây giờ em sẽ cho tất cả quý bà con mình nghe một cái thông tin cũng cực kỳ chấn động. Nó không kém phần hấp dẫn về cái thông tin phía đầu tiên. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều những cái lá đơn gửi lên hội bảo vệ trẻ em về cái vụ việc mà con dê nó dám nói và nó kêu gọi, nó có những lời lẽ xúc phạm miệt thị về cái vụ việc nuôi con nuôi. Đã chưa? Trời ơi, hội nhóm bây giờ là kêu bằng người ta ai mà đang nuôi con đó quý bà con. Người ta đang làm đơn và người ta cắt ra một cái đoạn video. Cái kiểu là phân biệt đối xử. Chứ gì nữa? Phân biệt đối xử. Trời ơi, là trời. Luôn hay chứ. Ở trên đời này quý bà con, có ai mà mong muốn mình là con nuôi? Và có ai mà mong muốn mà mình đi nhận con nuôi không? Chứ sao? Đúng rồi. Không, cái điều đó là tại bất khả kháng. Với lại người ta không được may mắn. Đúng rồi. Như bao người bình thường. Và những đứa trẻ đó cũng không được may mắn. Tại vì mới đỡ hỏn hoặc là hoàn cảnh gia đình. Đúng hoặc vậy. Cái cuộc sống mình cũng không biết được. Nhưng mà
bên mẹ bên phía những người mà nhận con nuôi cũng vậy, họ cũng làm mẹ, ai cũng muốn làm một người chính làm xác. Mẹ mang nặng đẻ đau đúng đứa vậy. Con của mình, nhưng mà vì một số lý do nào đó con, họ không làm được, cho nên họ phải nhận con nuôi. Con dê đó nó đi lấy bún bò, nó đi lấy hủ tiếu bò viên, nó đem vô những cái trại mồ côi nó phát, đúng rồi, nó làm cái kiểu như là ai cũng nhìn vô thấy thôi có trái tim nhân hảo đâu. Mà rốt cuộc nó đi kêu gọi người ta đừng nhận mấy cái đứa trẻ mồ côi đó, như vậy có phải là tội nghiệp cho những đứa trẻ mồ côi đó không bà con? Ủa mày sống cái kiểu gì hả? Mày sống kiểu đó mày những vô rừng mày sống. Những đứa bé nào mà được nhận như là một cái niềm hạnh phúc của bé rồi. Chứ gì nữa? Và hạnh phúc của người mẹ được nhận cái đứa con vậy rồi, mà tại sao lại không cho? Mình lớn rồi mà mình chơi cái gì kỳ cục gì trời? Mình cũng làm mẹ mà. Mình trong khi đó mình có con nhỏ. Đúng rồi. Mình nhìn nó, mình đi phát, mình đi kêu bằng tiếp cận với những cái đứa hoàn cảnh có đúng có rồi. Những đứa bé nó hoàn cảnh nó khó khăn. Đúng. Mà đi lên khuyên nhủ bà con cô bác như vậy. Mày chuyến này mày no, chuyến này mày y chang như cái con le le mà nó hát chế quốc ca. Em cũng mong sao á là cho hội bảo vệ trẻ em nghe được những cái ý kiến của quý bà con mình, để mà có một cái biện pháp trừng trị con ve. Chứ để cho nó kiểu vậy nó tác quái, nó lên mạng, nó muốn nói gì nói đâu có được. Đâu có trời được. Trời ơi, nó ảnh hưởng biết bao nhiêu là chuyện. Mà đúng không quý bà con? Sao vậy sao nữa đúng rồi vậy. Sao? Rồi quý bà con ơi, một lần nữa xin chúc mừng cho cái chiến thắng ngày hôm nay. Và cũng xin chúc mừng cho chị Loan, chúc mừng cho tất cả quý bà con cô bác mình. Em rất muốn nghe ý kiến của quý bà con mình dưới phần bình luận video. Video nó đã khá dài. Cảm ơn và chân thành biết ơn quý bà con đã dành thời gian ra mà coi cái video này tới đây cùng với vợ chồng em. Xin chào, hẹn gặp lại.